Đây là khu rừng nhà con. Phía sau nhà con có một khu rừng mini. Con để mấy năm mà không có dọn, nó mọc tùm quá. Đây có đây là cây mật gấu. Chứ con không biết hay gì, không biết là con nhân giống những cây ăn quả được rồi. Cắm nó hồi nhỏ con lấy nó cái ông chú kia cho cái khúc ở chừng lóng tay như đây, mà bây giờ nó mọc nguyên cái bụi lớn như thế này như cái đám rừng, nó cắm xuống xung quanh cái nó mọc quá trời mọc luôn. Còn đây cây từ bi nè, con cắm xung quanh cũng nhiều. Hồi trước cái cây từ bi này con cắm chừng cây đũa thôi, con cắm xung quanh mấy năm trước con cắm bên đây 2 năm trước, bây giờ nó lên rồi nè. Trước khi lên phố con cắm rồi con đi lên trển ở thời gian, rồi giờ về thấy nó ồ nó mọc tùm quá trời luôn. Ở đây một bụi lớn, nguyên khu bên đây luôn nè. Rồi lâu lắm rồi, 2 năm rồi mới quay lại đây con coi. Wow, nó mọc nguyên cái bụi nè. Ở đây là một bụi nhỏ của nó thôi, còn ở đây bên đây có một bụi nữa. Đây một bụi bên đây nữa, đây mấy bụi bên đây. Nói chung là xung quanh là con cắm hết luôn, mà tiếc cái là không phải là cây ăn quả. Cây ăn quả mà nó mọc được gì thì tốt quá. Cây này cây thuốc nè. Đây con coi xung quanh này, còn bên đây cũng có cắm nữa nè. Nói chung là cắm giáp xung quanh hết luôn, chỗ nào mà có đất không ai ở, không ai trồng cái gì là con cắm hết. Đây đây đấy, xung quanh là con cắm nè. Đấy xung quanh bên góc bên đó là con cắm đều đi, nó mọc cao lên kìa. Cái bụi bên trong của con nè, ôi rồi nó mọc thôi rồi luôn. Nhìn cây từ bi với lại cây mật gấu nó mọc ghê thiệt. Đây, phải ra đây, bên đây còn mấy bụi nữa nè. Wow, cái này mình nấu canh chua được nè, nấu canh chua được. Con quên tên nè, tạm thời mất trí nhớ tạm thời quên nè. Đây đây con thấy nó mọc đây nữa nè, đây nữa nè. Đây cái bụi ở trong đó nó còn cắm bên đây, còn bên này đây là cây táo tàu, mà nó không có phân này kia, nó mọc trước đây thì tốt lắm mà giờ thấy nó quéo rồi. Đây ổi, mấy cái ổi mọc hoang. Hồi trước thì con ăn mấy trái ổi này cũng ngon lắm. Có trái ổi ruột đỏ, mấy dây này là ổi ruột đỏ. Giờ chắc đo phân nó ít nè nên nó mọc không có nhiều như trước đây. Hồi nhớ con cắm đầy đâu mấy cây, chắc nó che, nó che khuất ở bên 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 kia thì phải. Đây, con lòng qua đây nè. Là được 1 2 rồi cũng 6 bụi, 6 bụi ở đây hết rồi. Đó, thấy được có 6 bụi lớn này. Rồi đó con ra hồi trước đi, ra hồi trước cho cô chú huynh đệ mình thấy cái cây chùm ngay. Ôi dạ, cái dạ đây á. Dừng xíu nha. Hay là cái cây cơm nguội, cái xí muội gì con không biết. Hôm nay con tìm hiểu về mấy cái cây này cũng hay, có nhiều cái cây nó trị được nhiều bệnh. Thế là cây cơm nguội. Ra trước thôi.
À, đây là cái cây dùm ngay. Hồi trước con cắm cành nó, con cắm cành nó, cái nhánh nó cũng tầm khúc này thôi, cái nhánh nó tầm ngang tay lớn hơn con cái xíu này. Cắm cành nó giờ nó lên như thế này, mà không biết nó thiếu phân hay là do cắm cành nó không có lên trái mà không thấy nó có trái. À, con qua đây còn mấy cây nữa nè. Để con ngoài đây cái. Wow. Mấy cái cây giống lá bồ đề quá. Trước con cũng ham trồng mà sao tự nhiên nó mọc. Trước con tính xin một cây về trồng mà cuối cùng nó tự mọc đây. Đúng là có duyên thiệt. May mắn. Wow. Cây còng ai cưa rồi. Để trước nó mọc nó che cái vách tường nhà con rất là mát. Mà do nó đợt gió này kia nó bứng gốc lên luôn, là mấy cái từ bi con cắm nè. Rồi giờ nó mọc um tùm hết rồi. Mọc như cái vườn luôn rồi. Thì xung quanh nhà con chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, xin chào các cô chú anh chị.